Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ khui hộp mô hình, nhưng mà không có hộp mà là mình khui những cái mô hình nhỏ nhỏ linh tinh này để mọi người cùng xem cho vui nha. Những cái em mô hình nhỏ này á thì nó loại thường thôi, cũng rẻ tiền, dùng để chủ yếu là chân mình bày trí ở trong cái thùng PC á. Nhìn nói chung là đơn giản mà cũng dễ thương lắm. Thì hôm nay là mình khui được bao nhiêu em nè. Đây. Rồi có cái em này nữa nha. Còn nói chung là mình cũng không nhớ rõ tên của mấy em này là gì đâu. Nhưng mà bây giờ trước tiên là mình sẽ khui từng em cho mọi người cùng xem á. Hôm nay Sugana được cây kéo của nhỏ con nè. Giờ bắt đầu khui nha. Để coi em này ra sao nè. Đây. Đây. Đây, em này sao đây? Cái gì đây? Cầm cái gì trên người đây? Thì kiếm hả? Kiếm gì ngồi vậy? Tâm thử nè mấy bạn. Thấy, thấy, thấy. Rồi, cầm gì là đưa ra ngoài sau ha. Cầm gì? Mấy cái mô hình này thì thường nó không được. Đây. Nó kiểu như làm thường thường thôi, có khoảng trăm mấy ngàn con đó mấy bạn. Đây, nhìn cũng đẹp lắm nha. Chứ cũng không có nổi nào đâu. Đây ha. Đây, soi đích cho mấy bạn coi luôn nè. Đây. Thấy bậy chưa? Đây, có xăm hình nữa nè. Hình gì gì không biết luôn. Đấy. Cái này hơi bị cứng rồi, tốt không được. Có hai con bóp được. Rồi cái này là em đầu tiên ha. Con lấy cái chai rượu quên đó cho ba coi. Lấy lại một chai coi, cái vỏ chai đó. Đúng rồi. Rồi khi mà chúng ta chưng thì chúng ta có thể kê em nó lên, kiếm cái đồ kê em nó lên như thế này. Đây, thấy chưa, cũng đẹp mà mấy bạn. Đây, nó đơn giản thôi nhưng mà nhìn dễ thương ha. Thấy chưa, có cơ bụng rồi luôn, thấy ghê chưa. Đấy, hay là chúng ta xong một em đầu tiên nha mấy bạn. Giờ chúng ta tiếp đến em thứ hai. Rồi giờ chúng ta khui đến em mô hình thứ hai nha các bạn. Em này thì ngồi đơn giản thôi, không có luôn cái đế, chỉ là ngồi vậy thôi. Này mà bạn nào mà có thằng PC mà cái Vega nó nằm ngang á, mình kê em mô hình thì nè, nằm ở trên cái Vega như thế này nè, nhìn dễ thương cực kỳ ha. Đấy, nằm ngay trên cái Vega phía trước cái quạt CPU á. Đây, dễ thương luôn. Mà mình thì không có bán mô hình nha, mấy bạn cứ lên cái kia mấy bạn kiếm. Đây. Nào phải khỏe chắc cũng nhập mô hình về bán chứ. Thích mô hình quá mà không bán mô hình uổng. Rồi. Giờ chúng ta coi kỹ kỹ em nói xíu, nãy quên coi kỹ đây nè. Đây nha. Đít. Ây, không có gì hết. Này, cái tóc cũng đẹp lắm á. Nó cứng ngắc luôn, không có tháo rời được nha mấy bạn. Chiều cao của em nó thì đây, có nhiêu thôi, 10cm thôi mấy bạn ơi. Nhỏ xíu à, nhưng mà rất là dễ thương ha. Đấy, để em nó ở đây. Rồi. Bây giờ tiếp tới em này. Em này thì cái đóng bọc hơi tùm lum quá, thôi xé luôn đi, khỏi kéo cắt sao. Mô hình nè. Hôm nay khui hộp mô hình mà chơi mạnh bạo quá ha, không có dao kéo cắt gì cho. Đây. Một cái đế ha. Cái phao bơi nè. Phao để sao đây? Rồi. Là sợ vậy. Rồi, giờ chúng ta soi kỹ em mô hình này nha. Đấy, em nó heo kiểu là nằm nghiêng như thế này nè. Đây, nhìn cái nét mặt cận cảnh nè, cũng rất là đẹp nha, không có lỗi lầm gì đâu mấy bạn. Ổn áp hết luôn nha. Soi đi nè. Rất là đẹp nha mấy bạn, em này cũng ok đó. Đấy.
thôi, cái em này cũng là thuộc dạng một khối á các bạn, không có tháo rời được đâu ha. Nên chiều cao thì cũng gói khoảng 10-11cm thôi. Đây nè. Rồi giờ chúng ta là em nó là đặt vô như thế này, nhưng mà có một điều hạn chế là cái này nó không có được cứng lắm á. Mình cũng chả biết nó đặt thế nào luôn. Đây, nó gì nha. Nhưng mà rất là dễ gói nha các bạn. Nếu mà ổn ổn thì chắc chắn miếng keo hai mặt vô ngay chỗ cái đế với cái phao này được. Rồi, thì xong ba em mô hình nè. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ qua em thứ tư nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua em thứ tư nha các bạn. Em thứ tư đây. Một em có đôi cánh luôn không ta? Em này có đôi cánh đó. Đây, mở ra nè. Đây, lùi dính rồi, dính rồi. Đây, một em. Cái đầu thân nữa các bạn. Thân nữa các bạn nha. Rồi mình tự gắn cái đầu vô nè. Các bạn coi thử em nó trước như thế nào. Vô. Cái này bị dính lên tóc. Đây nha các bạn ơi, mình gắn cái cổ em nó vô như thế này, cái đầu vô như thế này. Thì ở đây có một cái vòng cổ nhỏ ha. Này. Thì mình soi cái người em nó đây. Thì đang thấy thắc mắc cái chỗ là tại sao xét màu đen hết luôn, mà cái quần lót màu trắng ra. Em kem á. Nhìn nó không hợp cho đóng lắm ha. Nói chung mấy em nhỏ nhỏ này nhìn cũng dễ thương lắm. Chúng ta có thể đặt lên trong tủ mô hình cũng rất hợp lý. Rồi, thì cái đế của em nó ở đây. Chúng ta gắn vào như vậy. Mạnh xuống. Nhấn sát xuống. Đi là xong. Học em mô hình tuyệt vời. Rồi, chúng ta có hai một em ở đây nữa. Là tổng cộng chúng ta có 4 em để mình đo nha. Chiều cao của em này á là khoảng 21 cm các bạn, đây 21 cm ha, cũng khá là cao đấy. Rồi để đây, hai gì là chúng ta có 4 em rồi. Rồi em mô hình thứ 5 của chúng ta là cái con gì, mì gì, mì tứ hả, là con gì ngồi vậy? Cái này con mình nó coi cho mình cũng không gần lắm ha. Hôm nay mình quay video vui một hình của con mình đây nữa. Tại vì mấy hôm nay công việc bận quá nè, cũng không có chuẩn bị được cái gì để mà quay video hay là trang trí gì hết á. Cứ vui ra thôi chứ giờ mô hình để tùm lum nhà quá rồi. Vui ra để cất vô tủ rồi cái nào không thích thì bán bớt. Cũng rất là đẹp nha. Mô hình nhỏ nhìn cũng dễ thương lắm ha. Trời, phía dưới này, phía dưới này cũng ấm áp đấy các bạn. Thì ở đây phụ kiện chúng ta có là một tấm lá nè, cái tóc của em nó nè, tóc này là gắn tiếp lên trên đây luôn. Chúng ta lót vô này. Tóc gì mà nó dài thòn dữ vậy trời. Còn một phần tóc bên đây nữa nè. Đây, hai cái lọn tóc ha. Một cái đế nè. Đây gắn vô trong này. Khá là cứng nha các bạn, cái đế nó không được này, nó ghi mạnh nhật. Rồi như thế này nè. Rồi chúng ta cầm một cây, cầm một cái cây dính với cái miếng lá này đây các bạn, mà không hiểu sao mà nó làm được gì hết.
dài như cái da này ra. Thì lọc đây, bỏ qua cái mắt. Thường chúng ta khui những em mô hình lớn mà mô hình ren á thì hàng muốn view á thì nó có cái độ 500 á các bạn, chúng ta đặt vô là xong. Nhưng mà những em mô hình nhỏ này nó chỉ xài những cái điểm vàng như vậy thôi nha, chứ không có 500 nữa, nhưng mà có chút xíu. Đo chiều cao của em mô hình thứ 5 cho các bạn xem nhé. Thì em này là 21 cm, thì tính cái lá luôn thì gần 22 rồi đó, nhưng mà thường cái lá nó chưa thực hiện thôi. Vậy là chúng ta được 5 mô hình rất là dễ thương các bạn. Đúng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với em mô hình thứ 6 nè. Rồi giờ chúng ta sẽ có em mô hình thứ 6. Em này cũng không biết là em gì luôn, cứ khui trước cái này cho nó đẹp thôi chứ đúng ra xé luôn nha. Cái em này quen mấy bạn ơi, hình như là mình có một cái em mô hình to của em này ở trên tủ mô hình đó mà mình không nhớ em nó luôn, cũng được lắm nè. Đây nha các bạn, cái mô hình nhỏ mà cho nên chúng ta không có đòi hỏi nhiều ha, cái phần đầu nó cũng ok lắm đấy. Rồi phần dưới thì nhớ như thế này nè các bạn. Xong như vậy nha, những cái điểm này nó làm cũng rất là đẹp ha, có dây đua rồi nè. Đây tuy đơn giản thôi nhưng mà nhìn cũng ổn áp lắm. Đây. Này chắc thế họ phải lên search tên của từng em để lên làm cái tiêu đề video chứ nhiều quá rồi. Bây giờ mình sẽ quay một vòng mấy em mô hình cho các bạn cùng xem nha. Rồi cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình cái kênh video này. Thì khi nào sắp xếp được cái mô hình được tốt hơn, mình sẽ quay nhiều hơn cho các bạn cùng mình.